Giờ đây chúng con xin được trân trọng kính mời cha du xe Trần Việt Tính, thư ký văn phòng tòa giáo hội Bùi Thị Thu lên công bố sắc thị tâm tỏa sáng của Đức Thánh Cha qua tòa thánh giảng. Tối cao văn thư số 95-0801 tờ Đức Thánh Cha, Đức cha du xe Hoàng Văn Tiệp dòng Đông Số Tô giám giám phận Bùi Thu cùng với những mục do Ra Kim đến Vũ Văn, cha xứ Quần Tống thuộc giáo phận Bùi Chu, xin kính dâng lên tâm biểu con thảo để làm vui lòng và tôn vinh Chúa. Kể từ ngày 13 tháng 1 năm 2009 đến ngày 13 tháng 1 năm 2010 sẽ ca các cử hành kỷ niệm 153 vị thánh đang phạm trọng tả, Du Xe phạm trọng tả và Luca phạm trọng thì đã bị kết tội thì hơn là dài đạp lên thập giá. Bởi đó tin tưởng nhớ tới các ân này, các chi tôi đủ càng ngày được thôi thúc để nắm ký lớn và tinh sương đức tin tôn ngay như các thánh anh hùng tử đạo đã như để bảo toàn đức đời không hề nghi nan và để đốt cháy lòng đến rộng rãi nơi các tâm hồn đối với Chúa và với những người xung quanh, một lòng yêu mến được minh chứng bằng việc làm trong sự hợp nhất với người thánh tôn giáo quy tụ khắp thế chung với nước Israel và cùng với lòng tín thác phản xin ơn toàn xã và xin Chúa. Ngày 17 tháng 12 năm 2008 tòa ân giải tối cao do đặc quyền của Đức Thánh Cha quy lòng đa ơn toàn xã với các điều kiện thông thường xưng tội ước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha cho các tín hữu nhà thờ giáo xứ Quần Tống thật lòng sám hối nếu họ chú và tôi tham dự các việc cử hành thánh hay là làm một tin lạy cha, một tin tin cầu xin Đức Trinh Nữ Maria và các thánh tử nào đa lên du xe và du nhân an vào ngày 13 tháng 1 năm 2009 bằng 2.000 người là ngày long trọng cử hành khai mạc và lễ năm thánh lê và các ngày Chúa nhật và các ngày thứ ba hàng tuần. C cho mỗi đoàn lành hương đến kiếm định này có giá trị trong suốt thời gian trên bất chấp mọi điều trái ngược. Đức Hồng Y Giacomo Francisco Stafo chánh án đã ký lên mẫu do Francisco Girolami đồng sự đã ký. Chúng ta làm ơn Đức Thánh Cha và tỏ thành. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ưu ái ban phép lành tòa thánh như bản chứng ơn lành của Chúa cho cha Gioan Tin Nguyễn Hữu Văn, bác hành giáo và công đoàn tín hữu giáo xứ Quần Tống giáo phận Bùi Thị nhân dịp năm kỷ niệm 150 năm ngày hồng phúc tử vị đạo của các thánh Đa Minh Phạm Trọng Tả, Giô-xê Phạm Trọng Tả và Luca Phạm Trọng Thị. Bàn từ kiện Bắc Năng ngày 20 tháng 11 năm 2008